Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có đi rừng đặt bẫy anh em ạ. Và mình đi từ sáng đến giờ rồi. Và bây giờ rất là muộn rồi. Mặt trời đã ngả. Chuẩn bị xuống núi rồi anh em ạ. Bây giờ là tầm 3 giờ chiều và mình rất là đói rồi. Đây là đồ bẫy của mình nhé. Bây giờ đặt được 10 cái à, mình lấy đi có 10 11 cái mà mới đặt được bây giờ là còn 3 cái anh em ạ. Thì là được 7 8 cái rồi, 6 7 8 8 cái rồi, còn 3 cái bẫy nữa. Nhưng mà mình rất là đói và rất là mệt rồi anh em ạ. Và mình bây giờ đã xuống đến đến khe nước. Và mình phải kiếm cái gì để ăn mới được. Mình rất là đói rồi anh em ạ. Và rất là mệt vừa mới xuống được khe nước và rửa mặt chân tay. Mình sẽ rửa mặt mũi và mình sẽ kiếm cái gì để nướng ăn tạm đó anh em ạ. Rất là mệt mỏi rồi. Khi ở trên rừng xuống là thấy cái nước như thế này à, rất là mát mẻ và rất là vui rồi. Người đỡ mệt đi được phần nào rồi. Là mình sẽ phải kiếm con gì để ăn anh em ạ. Và mình sẽ đi kiếm nhá anh em nhé. Kiếm xem có con cua con gì không. Ở khe này trước là có nhiều cua đá lắm anh em ạ. Thì mình sẽ kiếm theo khe nước này nhá anh em nhé. Mình đã phát hiện có một em rồi anh em ạ. Đây mình sẽ kéo cho nghe. Đấy. Anh em đã thấy con cua không ạ? Đấy. Mình sẽ bắt con đấy nha anh em nhé. Đấy, mình sẽ bắt lấy con cua đấy. Không biết có lấy được không? Nó đã chui vào nó đã chui vào hang rồi. Ui nó đã chui vào rồi anh em ạ, mình không kịp bắt mà nó đã chui vào rồi. Con cua đá rất là to. Cái hang của nó rất là sâu anh em ạ. Nó rất là sâu. Có khi là không lấy được ấy anh em ạ. Nó chui vào trong này rất là sâu rồi, rất là khó lấy đấy. Sau một hồi rình mò mình bắt được hai em rồi anh em ạ. Đây, hai con cua đá rồi.
con to lúc đầu mình nhìn thấy ấy thì là mình không bắt được anh em ạ. Mình sẽ phải khều nó ở dưới những cái cục đá mình. Đây, lại được em nữa nhưng mà nhỏ rồi anh em ạ. Vậy là mình được ba em ạ. Thôi vậy là mình mới bắt được ba em thôi. Và mình sẽ tìm chỗ nướng thôi anh em ạ. Sau một hồi vật lộn ở dưới khe nước thì mình kiếm được ba em cua. Mình sẽ tìm chỗ nào đấy để nướng nữa nha anh em nhé. Rất là mệt mỏi. Vậy là mình đã nhóm lửa xong nhá anh em nhé. Và mình sẽ nướng cua cua đá. Mình đã xuống xuống được cái khe. Và đây là những cái ruộng bỏ hoang lâu rồi nhá anh em nhé. Lúc đấy là mình tít trong khe kia và rất là ẩm ướt thì mình đã ra đến ngoài này và mình sẽ nướng mấy con cua này để ăn. Rất là đói rồi anh em ạ, đói và mệt rồi, người run lên hết rồi. Mình nướng mấy con cua này ăn tạm và mình sẽ đặt nốt hai cái bẫy, ba cái bẫy và mình sẽ đi về thôi. Rất là mệt mỏi rồi. Vậy là cua mình đã gần chín này anh em ạ. Vàng. Rất là thơm luôn anh em ạ. Có rất những con rất là to nhưng mà rất là khó bắt anh em ạ. Như con lúc đầu mình quay ấy, thì nó rất là to. Nhưng mà nó rất là nhanh, nó chui vào lỗ rất là nhanh. Vậy là cua mình đã chín nha anh em nhé, mình chuẩn bị lấy tí bột canh và mình sẽ ăn nhá anh em nhé. Vậy là cua mình đã chín anh em ạ. À, mình sẽ lấy ra và chuẩn bị chén thôi. Rất là thơm ngon. Cua này có rất nhiều thịt anh em ạ. Đây. Này, rất là nhiều thịt nhé anh em nhé. Đây là thịt nó trắng bóp nhé. Là mình sẽ chấm tí bột canh. Rất là giòn anh em ạ. Mình ngồi ăn. Mời anh em nhé. Rất là ngon. Rất là ngon, rất là thơm anh em ạ. Con to này mới ngon này.
Có rất là nhiều thịt. Ngọt lắm anh em ạ. Thịt trắng phao luôn. Rất là giòn. Ngọt và thơm. Rất là ngon. Vậy là xong rồi anh em ạ. Mình chỉ ăn tạm như vậy thôi, mà mình sẽ cố đi đặt mấy cái bẫy và mình sẽ đi về nha anh em nhé. Vậy là món cua của mình đã xong và mình chuẩn bị đi về đây, đặt mấy cái bẫy nốt mấy cái bẫy nữa là đi về đây. Cua rất là thơm anh em ạ, cua đá. Có những con to nó còn ngon hơn nhưng mà mình chỉ bắt được ba con nhỏ thôi. Nó chui vào trong những cái hang rất là sâu thì mình thò tay vào không lấy được. Thôi. Video của mình hôm nay chỉ như vậy thôi nha anh em nhé. Mình sẽ cố đi đặt ba cái bẫy nữa là mình rút lui thôi. Rất là mệt mỏi rồi. Đây. Nhìn rất là mệt mỏi luôn anh em ạ. Mệt lạ luôn. Không thích đi tí nào nữa rồi. Nhưng mà vẫn phải cố nha anh em nhé. Phải cố đặt ba cái bẫy nữa để mình rồi mới đi về. Thôi xin chào anh em. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha anh em nhé. Mình sẽ tạm dừng video tại đây. Nếu anh em nào cảm thấy video hay thì hãy nhớ đăng ký để ủng hộ nha anh em nhé. Để mình có thêm động lực đi rừng hơn. Và khu này là khu mình vừa mới chuyển bẫy về đặt mới ở khu vực này thôi. Không biết là có cày cáo gì không thì mình cũng chưa biết được, nhưng mà hôm nay là cũng là buổi đầu tiên thôi, mình cũng chỉ nói vậy thôi nhé. Xin chào anh em.